Mở đầu cho báo cáo của phiên họp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Trang báo cáo đề tài loạn nhịp trên thai phụ. Xin mời tiến sĩ. Kính chào quý đồng nghiệp. Trong định học và điều trị học luôn luôn có những cái phần dành riêng cho những cái đối tượng đặc biệt, và một trong những cái tình huống lâm sàng mà chúng ta thường được bên sản khoa mà hội chẩn đó là rối loạn nhịp tim ở thai phụ, và đây cũng chính là cái hướng làm trình bày của chúng tôi. Thì như trên lâm sàng quý đồng nghiệp đã từng thực hành sẽ có thể tổng kết được những cái dạng mà rối loạn nhịp tim chúng ta hay gặp tương ứng với lại cái số liệu đã nêu trong biểu đồ này. Đa số là những cái trường hợp nhanh xoang, nhanh chậm hoặc là rối loạn nhịp xoang. Như vậy thì quá bán 60% cái rối loạn nhịp này chúng ta có thể cảm thấy được đây là an toàn, không có gì nguy hại. Bên cạnh đó một cái tỷ lệ thấp hơn chút, tức là gần 20% ngoại tâm thu, và đây là những cái ngoại tâm thu tầng nhĩ, tầng thất. Rồi một số nhỏ hơn nữa, 14% là cái nhịp nhanh, và chỉ có 1% đó là cho rung nhĩ, cùng nhĩ, hoặc là rung thất, nhanh thất, hoặc là 4% còn lại là ngưng tim. Thì đây là một cái đúc kết đã được qua từ năm 1992 cho tới năm 2001, và mãi cho tới sau này thì người ta thấy cái tỷ lệ này cũng không thay đổi đáng kể. Nhưng mà cái cơ chế vì sao những cái bà bầu hay bị rối loạn nhịp tim, người ta lý giải đó là do những cái thay đổi về hormone thai kỳ nó tăng lên và ảnh hưởng tới những cái kênh di dông ở tim. Thì chúng ta biết là sự dịch chuyển của các di dông qua màng này liên quan rất lớn tới sự hình thành của các rối loạn nhịp. Bên cạnh đó là yếu tố về thể dịch. Khi mang thai, thể tích tuần hoàn nó sẽ tăng lên, và từ đó cung lượng tim cũng tăng theo, đưa tới tăng thể tích cuối tâm trương của thất trái. Khi mà thất trái căng giãn ra, thay đổi về cấu trúc thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái hoạt động điện học của thất trái. Và cuối cùng đó là cái yếu tố về thần kinh. Chúng ta thấy là thần kinh thể dịch luôn luôn là một cái cặp song hành mà người ta hay đề cập tới. Sẽ có cái sự tăng hoạt cái hệ trương lực giao cảm, cũng như là những cái hoạt chất của thần kinh giao cảm là catecholamine, và tăng cái đáp ứng với là những cái receptor giao cảm. Thì tổng hợp những cái yếu tố này nó sẽ gây ra cái tình trạng là thường xảy ra rối loạn nhịp tim ở thai kỳ. Vấn đề đặt ra là chúng ta hay thắc mắc ảnh hưởng gì không, có nguy hại gì chăng, tiên lượng như thế nào, và thường chúng ta cứ hay nghĩ ta phải dùng thuốc, phải can thiệp, và như vậy thì mình còn phải cân nhắc ảnh hưởng gì không tới đứa bé. Thì khi mà dùng thuốc hay là dùng những cái can thiệp những để mà phát hiện hay là điều trị, thì dưới cái sự theo dõi của màn hình TX thì chúng ta phải lưu ý tới cái tam cá nguyệt của đứa bé. Nếu mà trong tam cá nguyệt đầu và giữa thì sẽ dễ gây ra tình trạng là dị tật bẩm sinh hoặc là chậm phát triển tâm thần của đứa bé. Thì đa số là người ta lo ngại nhất trong tam cá nguyệt đầu. Trong tam cá nguyệt cuối thì người ta lại lo ngại tới nguy cơ xuất ra những cái bệnh ác tính. Thì điển hình thường gặp nhất là với cái bệnh bạch cầu leukemia. Về người mẹ thì có nguy hại gì chăng? Hầu hết là lành tính. Đây là một cái điều mà đáng mừng cho chúng ta. Tuy nhiên còn phải lưu ý một cái vế phía sau là nếu chưa có tiền căn bệnh tim mạch, không hề có bệnh tim mạch thực thể gì hết, thì chúng ta có thể là yên tâm, tại vì đây là lành tính, là mình chỉ cần trấn an người bệnh mà thôi. Một số nhỏ thì mới phải dùng thuốc nếu có những cái rối loạn huyết động, và hiếm lắm á mới cần tới những cái can thiệp xâm lấn. Bên cạnh đó, nếu đây là một thai phụ có bệnh tim thực thể, ví dụ có bệnh tim bẩm sinh trước, có bệnh van tim hậu thắt trước, thì lưu ý một điều là thai này sẽ làm tăng các nguy cơ rối loạn nhịp tim, đặc biệt là với cái hội chứng QT dài bẩm sinh. Thì chúng ta cứ sợ là có những cái gì trục trặc chăng trong cái thai kỳ, nhưng mà thật ra vấn đề đây là 40 tuần đầu sau khi sanh, như vậy là hơn nửa năm đầu sau khi sanh rồi vẫn chưa yên tâm vội có những cái đe dọa của các hội chứng QT dài này, và do đó người ta đề xuất là dùng ức chế beta ngay cả cho tới sau khi sanh, 40 tuần đầu sau khi sanh. Hội chứng rubella, mặc dù mình biết là thường xảy ra ở nam và trung niên, nhưng mà vẫn có một tỷ lệ nhỏ ở phụ nữ, và do đó chúng ta lại đặt câu hỏi là an toàn chăng. Thì rất may là trong thai kỳ và ngay cả cái thời gian trung sinh thì rubella này nó ít xảy ra những cái biến chứng đáng lo ngại.
với những cái thai phụ khi mà xuất hiện cái tình trạng rối loạn nhịp tim, hỏi bệnh sử chúng ta cần phải lưu ý những yếu tố gì thì không khác biệt so với là những cái người khác, tức là thời gian khởi phát là bao lâu, trong những cái tình huống gì, và quan trọng á là có những cái triệu chứng mà nó liên quan tới là khó dung nạp hay là ảnh hưởng huyết động chăng, ví dụ đánh trống ngực rồi say sẩn choáng váng xỉu hoặc là ngất, cần phải biết những yếu tố nào nó làm cho cái cơn nó xuất hiện ra hoặc là thuyên giảm đi. Bên cạnh đó là những yếu tố thúc đẩy, thì đây mới chính là cái nhân mà mình cần giải quyết để không ảnh hưởng tới cái quả của rối loạn nhịp tim, thường nhất là rối loạn điện giải. Nhưng mà bầu nhiều khi là họ hơi sưng sưng chân tí, thế là lại ăn lạc, mà ăn lạc quá tới mức mà hạ natri máu, rối loạn điện giải. Bên cạnh đó thì do tình trạng nghén, thành ra là món nào cũng ăn ngon được hết, chỉ ăn được trái cây không mà thôi, thế là lại tăng kali máu. Nếu mà bệnh nhân này có vấn đề thận kèm theo thì cái tình trạng đó sẽ càng đe dọa hơn nữa. Như vậy nếu là điện giải, người ta xem là cái yếu tố đầu tiên thường thúc đẩy rối loạn nhịp, và chúng ta cần phải xét nghiệm đi ông đồ nếu mà bệnh nhân có xảy ra cái rối loạn nhịp tim. Những cái bệnh lý ở các cơ quan khác, ví dụ tiểu đường, cường giáp là suy thận, thì nó cũng sẽ góp phần là xuất hiện cái rối loạn nhịp tim. Ngoài ra chúng ta cũng còn phải tầm soát có chăng cái bệnh tim thực thể, mà thường là các bệnh tim bẩm sinh. Tại vì nếu mà hỏi ngoài đấy nhiều có bệnh tim hay không, nhiều bệnh nhân không hề biết. Và chính là cái lần này nè, xuất hiện rối loạn nhịp tim là hoàn cảnh mà mình nhận ra là có bệnh tim thực thể. Ở phòng khám thì có một số những cái thay đổi do thai kỳ mà chúng ta cần phải biết nó chỉ là bình thường thôi. Ví dụ như khi nghe tim thì thấy T1 tách đôi rộng hơn, T2 tách đôi rộng hơn, có một cái khối tâm thương nhẹ nhẹ ở đáy tim, ở ổ van động mạch phổi, thì thường đó là do tăng thể tích tuần hoàn làm giảm cái độ nhớ của máu đi, rồi làm tăng tốc tuần hoàn, thành ra mình sẽ có hay nghe những cái này người ta gọi là các âm phổi sinh lý, hoặc là phù ngoại bia phù chân. Cái phù chân này thì thường đó là do cái thai to quá ảnh hưởng cái đường về của cái hệ tĩnh mạch ở ngoài bia mà thôi. Tuy nhiên mình cũng sẽ không chủ quan, cần phải tìm những cái triệu chứng chỉ điểm, ví dụ có chăng các bệnh van tim, bệnh tim bẩm sinh, và cái quan trọng nhất là có triệu chứng của suy tim chưa. Đây là những cái phần mà ngắn với lâm sàng, tại khi mình hỏi, mình khám, mình tìm, nhưng mà nhiều khi lâm sàng cũng không phát hiện được gì hết, còn phải có sự hỗ trợ của cận lâm sàng. Và các anh chị sẽ thấy là có 3 cái triệu chứng mà người ta sẽ cũng nhắc đây là thay đổi bình thường trong thai kỳ. Đó là trục tim, hồi trước có thể là trung gian, bây giờ sẽ là trái. Xuất hiện sóng Q ở T3 và sóng T âm ở T3. Cái Q3 T3 này dễ làm cho mình nhớ tới cái là tâm tế cấp cũng ở một Q3 T3. Nhưng mà đây là mình lưu ý là trục trái Q3 T3. Thì đây là 3 cái triệu chứng bị tâm đồ. Một cái minh họa cho một nữ 23 tuổi. Bây giờ khi chưa có thai thì các anh chị sẽ thấy cái hình ảnh điện tâm đồ như thế này. T ở đây 3, đây. Sau đó người ta sẽ làm một cái điện tâm đồ lúc thai 7 tháng. Các anh chị sẽ thấy có cái sự khác biệt rõ rệt, sóng T âm rõ hơn. Và cũng cần thêm những cái cận lâm sàng khác. Đây là hotel CG. Nói tới nhịp học, rối là nhịp thì lúc có lúc không làm sao mà biết được, lúc thì đánh trống ngực, lúc hồi hộp. Thành ra chắc anh nhất là mình sẽ theo dõi 24 tiếng đồng hồ gắn cái máy vô. Thì người ta phát hiện một điều là trên cả 100 ca đánh trống ngực đó đó, bệnh nhân thì than đánh trống ngực, nhưng hotel ghi nhận là 76% trường hợp không rối loạn nhịp tim. Đến là than đánh trống ngực thôi mà điện tâm đồ thấy bình thường. Chỉ có 24% có rối loạn nhịp đó, nhưng đa số lại là lầm tính. Chúng ta cũng cần làm siêu âm tim để phát hiện những cái tổn thương thực thể đã có sẵn tại tim. Biện pháp gắng sức thì không nên làm, cái này là chống chỉ định rồi đó. Tại vì khi mà gắng sức thì nhịp tim của người mẹ tăng lên, nhưng mà nó sẽ gây một cái thay đổi ngược, tức là nhịp tim thai thì nó sẽ lại chậm xuống. Biện pháp bàn nghiêng trong những cái trường hợp mà bệnh nhân hay bị ngất hay triệu chứng của hảo giác tư thế, thì cái thể trên những cái màu sẽ hay thường lắm, họ hay cứ đứng lên là xây sẩm chóng mặt, thì cái đó là hạ tư thế. Nhưng mà có thể là đề nghị làm biện pháp bàn nghiêng nếu mà mình còn hướng tới một cái nguyên nhân gì khác thêm. Những cái thăm dò điện sinh lý cũng thuộc cái nhóm là không nên đề nghị. Cách xử trí mình sẽ ra sao đây? Cái quan trọng hàng đầu là mình đã xác định đa số là lành tính, do đó vấn đề trấn an là hàng đầu. Đương nhiên mình sẽ tránh những cái tác nhân mà nó kích thích trên cái hệ thần kinh giao cảm của tim, ví dụ rượu, bia, cà phê, thuốc lá. Với những cái trường hợp mà không có bệnh tim thực thể thì nếu mà có nhiều cái triệu chứng khó dung nạp, hồi hộp quá, đánh trống ngực quá, mệt quá, thì chúng ta có thể dùng ức chế beta.
nhưng mà nếu không hiệu quả thì sẽ chọn cái loại là sotalol hoặc là dạng kenatri nhóm 1A. Những cái trường hợp mà nhịp tim chậm kéo dài, tại đa số các anh chị có quen nghĩ là nếu mà có thai thì thường hay là nhịp nhanh xoang lúc nào thấy nhanh đó. Bên cạnh nó cũng có một số là nhịp chậm, mà nếu mà không triệu chứng gì hết thì chúng ta cũng để yên. Còn nhịp nhanh có triệu chứng thì có thể nghĩ tới cái tình trạng là cắt đốt, nhưng mà phải là tính tới trước khi có thai kìa. Còn khi đang mang thai thì thôi cứ để yên đó, nên cho nó chung sống hòa bình, ráng kéo được tới lúc nào hay lúc đấy để mà dùng thuốc càng muộn càng tốt. Mà nếu đã phải dùng thuốc rồi thì ráng làm sao dùng với cái liều thấp nhất càng tốt để mà đạt được cái hiệu quả là chống rối loạn nhịp tim. Có những cái trường hợp mà nhịp nhanh buồn tống thất phải tự phát, cái này gặp rất thường trên lâm sàng cho những cái người mà không phải mang thai cũng được đó. Đa số chúng ta cũng hay khó lắm, rồi lâu có một cái ngoại tâm thu buồn tống thất phải, rồi lâu lâu có hai ba cái nó đi liền nhau như cái nhịp nhanh buồn tống thất phải. Thì nếu có triệu chứng nặng không chừng nào hoặc có rối loạn huyết động thì mình sẽ phòng ngừa bằng verapamil hoặc là estrobeta, một trong hai cái chọn lựa. Nhưng với cái nhịp nhanh mà từ buồn thất trái thì cái này đó nó ảnh hưởng tới những cái sợi bị nhê của thất trái, do đó là đáp ứng chạy beta người ta ghi nhận là không hiệu quả đâu, nên chọn cái verapamil nó sẽ tốt hơn. Những trường hợp mà chơi với thuốc thì lúc đó mình mới nghĩ tới những cái biện pháp can thiệp xâm lấn hơn. Còn có những một số những bệnh nhân là đã cấy mấy tạo nhiệm trước rồi thì đừng có lo, tại vì trong thai kỳ nó cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới, không nguy hại gì hết. Và đây là cập nhật một cái guideline mới xuất hiện của Hội Tim Châu Âu trong chưa đầy một tháng nay. Thì riêng với những cái thai phụ mà có thuốc nhĩ thì người ta ghi nhận là có thể thực hiện xuất viện được, an toàn được, nếu mà bệnh nhân có rối loạn huyết động. Còn không rối loạn huyết động thì thôi, tốt nhất là đừng có đụng chạm gì vô hết, cứ để yên đó. Nếu có rối loạn huyết động thì mình mới nghĩ tới cái chuyện là đặt xuất viện. Bên cạnh đó là trong cái một trong những cái tiêu chí để điều trị thuốc nhĩ thì người ta hay sử dụng tới các thuốc kháng đông. Bây giờ trên người đang mang thai thì sao? Trong tam cấp huyệt tòng và trong một tháng trước khi sinh thì nên dùng cái heparin mà trọng lượng phân tử thấp. Thì dĩ nhiên phải dò liều rất kỹ, chỉnh liều rất là chặt chẽ để mà giảm cái nguy cơ xuất huyết. Còn nếu liều cao quá thì ta lại thấy là đe dọa ta sinh ra quái thai, dị tật thai trong tam cấp huyệt tòng. Và chống chỉ định với những cái thuốc kháng đông đường uống thế hệ mới. Khi mà sử dụng thuốc ở trên thai kỳ thì mình phải lưu ý cả mẹ và thai, lưu ý ảnh hưởng huyết động trong thời gian mang thai, chuyển dạ và thuốc nó sẽ qua sữa mẹ như thế nào, cũng như là bên cạnh với thai thì nếu lưu ý tới sự phát triển của thai kỳ. FDA đã liệt kê ra 5 nhóm thuốc chỉ định trong thai kỳ. A đừng dùng tới, A dùng được, B là có thể dùng, C là cần phải cân nhắc, D là dễ nhớ, D là thôi đừng dùng nguy hại lắm, X là xóa bỏ đi trong cái trí nhớ của mình, đừng dùng cái này cho những cái bệnh nhân, cho những cái thai phụ có rối loạn nhịp tim. Và một cái lưu ý khác nữa đó là ảnh hưởng của thai kỳ liên quan tới tất cả các khâu hấp thu chuyển hóa thải trừ, do đó cũng phải quan tâm tới cái dược động học của thuốc sẽ bị thay đổi rất là rõ. Người ta đã tổng kê được hết những cái thuốc nào mà hay dùng để điều trị rối loạn nhịp, cái nào nó qua được sữa mẹ, cái nào nó qua nhau thai và cái nào thuộc cái nhóm đừng dùng tới, ví dụ như là các nhóm D đừng dùng hay là cái nhóm B là có thể dùng được. Những cái bản khu trú riêng cho cái nhóm ức chế beta thì đặc biệt các anh chị lưu ý dùng atenolol, đừng dùng trong thai kỳ. Những cái thuốc còn lại, ví dụ ức chế canxi hay là digoxin thì đều thuộc cái nhóm C. C tức là chữ cân nhắc giữa lợi và hại cho mẹ và cho con. Khi một cái đối tượng nữa mà mình cũng không thể bỏ qua đó là bệnh cơ tim du sinh, thì người ta nhắc là rối loạn nhịp thất phức tạp và những cái ngưng tim đột ngột có thể xảy ra, điều trị như một cái suy tim cấp, nhưng đặc biệt là không đụng tới cái nhóm ức chế hệ ERA mà mình nên chọn metoprolol. Từ những phần trình bày ra, chúng ta có thể rút kết lại những cái ý kiến sau đây. Thứ nhất là rối loạn nhịp tim ở thai phụ thường là do đa cơ chế và đa số lành tính. Cái quan trọng là mình cần phải xác định có hay không bệnh tim thực thể hoặc có hay không bệnh cơ tim du sinh. Việc điều trị là cần phải cân nhắc hàng đầu là trấn an và dùng những cái tránh dùng những cái chất kích thích, và bên cạnh đó là khi điều trị thuốc hay là can thiệp xâm lấn thì phải cân nhắc giữa lợi và hại cho mẹ và cho thai. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý đồng nghiệp.